những bài học vô giá được đúc kết từ kinh nghiệm của người xưa càng sống chúng ta càng nhận ra rằng những lời dạy của ông bà bố mẹ hay những lời khuyên chân thành từ người già luôn ẩn chứa rất nhiều bài học giá trị mà đôi khi chỉ qua trải nghiệm chúng ta mới hiểu rõ được ý nghĩa lớn lao của chúng có lẽ để đúc kết được tất cả các bí quyết giá trị ấy sẽ còn phải tốn không biết bao nhiêu giấy mực sau đây là những bài học có thể được xem như là những gì căn bản nhất một suy nghĩ kỹ trước khi nói trước mọi tình huống Hãy luôn sáng suốt bằng sự tận tình và thận trọng trong lời nói. Nói nhiều không hẳn đã có ích, nhưng đôi khi, nói ít đi lại giúp bạn tránh được không ít những hệ quả không hay. Hãy cố gắng quản thật tốt cái miệng của mình để không bị rơi vào phiền toái. 2. Gặp chuyện không vội kết luận. Cổ nhân đã dạy, dục tốc bất đạt, cho dù đã có đáp án, cũng đừng vội vàng đưa ra câu trả lời vì biết đâu sẽ còn phương pháp giải quyết tốt hơn. Cho dù đã có điều nghi ngờ, cũng đừng vội kết luận vì những gì mình nghĩ, trong đầu phải chăng là điều chưa chính xác trong mỗi tình huống hãy đặt bản thân ở nhiều góc độ khác nhau để nhận thức vấn đề theo nhiều khía cạnh đặc biệt là trong trường hợp gặp phiền toái đôi khi sự bình tĩnh và lặng lẽ quan sát sự việc xảy ra sẽ giúp bạn có được những giải pháp rất bất ngờ ba coi chuyện lớn hóa nhỏ hãy học cách biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ chuyện phức tạp thành đơn giản chứ đừng biến nhỏ thành to biến rắc rối trở thành thứ khiến bạn mất hết niềm tin vào cuộc sống bốn đừng bình luận về người khác mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó chẳng gì mà vô duyên vô cớ cả thế nên Đừng bình luận về bất cứ ai hay bất cứ điều gì bạn chưa hiểu rõ. Thậm chí, nếu đã hiểu rõ, cũng đừng can thiệp vì bạn không ở hoàn cảnh của họ. 5. Luôn có giới hạn, làm bất cứ việc gì cũng cần có nguyên tắc. Đến cả kẻ trộm cũng biết rõ là những thứ gì tuyệt đối không thể trộm. Có thể làm hết mình, làm đến giới hạn, nhưng không làm đến tuyệt, đoạn tuyệt. Chỉ cần quá giới hạn cho phép, những gì bạn có thể phải gánh chịu sẽ vô cùng lớn, thậm chí là hậu họa. 6. Đừng chấp kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân Thời đại nào cũng có và cách tốt nhất là nếu không thể dung hòa, hãy tránh xa. Trêu chọc kẻ tiểu nhân chỉ khiến bạn rơi vào rắc rối, thậm chí khi bạn cố gắng hòa hợp, họ lại càng nỗ lực để làm hại bạn. 7. Tôn trọng những người yêu thương mình, đừng bao giờ hỏi tại sao ai đó lại yêu thương mình, hãy tiếp nhận, tôn trọng và dành cho họ cả tấm lòng của bạn. Cũng đừng vì tình cảm họ dành cho bạn mà lợi dụng điều đó để lừa gạt, phụ lợi hay làm bất cứ điều gì khiến sợi dây yêu thương ấy trở nên mong manh, cho dù có khuyết điểm họ vẫn là món quà vô giá mà bạn chẳng thể nào dùng tiền để mua được. 8. Phải biết buông bỏ, cầm lên được, hạ xuống được. Đường đời chẳng thiếu những lúc thăng hoa, nhưng cũng không ít lúc gập ghềnh. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải biết chấp nhận, từ bỏ những cái gì không còn thuộc về mình nữa và giữ tâm thái bình thản ấy để vượt qua mọi sự. Chắc chắn là không có điều gì quá tồi tệ, bởi vì bạn không hề biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cả. Có dũng khí cầm lên, cũng phải có ý chí để hạ xuống nó. 9. Không phân biệt có duyên gặp người tốt, điều may, ai cũng thích nhưng không vì thế mà gặp người không hợp, có khuyết điểm hay chuyện không vui, chúng ta lại phân biệt, bài xích duyên phận. Thế giới có hơn 7 tỷ người và bất cứ ai đi qua cuộc đời của bạn cũng đều là một ý đồ của tạo hóa. Đừng phân biệt bất cứ ai bạn gặp, cho dù chỉ là thoáng qua. 10, không để bất lợi trong công việc ảnh hưởng tới gia đình. Công việc là không gian riêng của bạn, nơi bạn sáng tạo, cống hiến và làm điều mình thích. Chính vì vậy Chẳng có lý do gì những người thân trong gia đình lại phải gánh chịu sự bực tức, khó chịu hay rắc rối của bạn liên quan đến công việc cả. Bạn có thể chia sẻ nhưng đừng mất kiểm soát cảm xúc khi từ công sở về nhà. Hãy có trách nhiệm với cả gia đình và sự nghiệp. 11. Không để bị lừa và không lừa người khác. Lừa người khác rồi sớm hay muộn, chính bạn cũng sẽ bị lừa. Hãy trao dồi tri thức và tố chất tốt đẹp cho bản thân để tránh khỏi những cạm bẫy đáng tiếc. 12. Phụ nữ cũng phải coi trọng sự nghiệp. Cả thế giới đang kêu gọi bình đẳng giới. Điều đó có nghĩa bạn cũng là một thành viên có trách nhiệm xây dựng gia đình của mình, cả về kinh tế, chứ không đơn thuần chỉ là công việc trong nhà nữa. Kỳ thực, một người phụ nữ làm tròn cả việc nhà lẫn đam mê bản thân sẽ luôn cảm thấy cuộc sống ý nghĩa, hiểu bạn đời và đẹp về mọi mặt. 13. Không ngừng học tập Thế giới rộng lớn và có rất nhiều điều tuyệt vời ngoài kia mà trong không gian chật hẹp hiện tại, bạn không hề biết. Thế nên, hãy cố gắng làm phong phú kiến thức cho bản thân vì điều đó sẽ giúp bạn cả trong công việc, chăm sóc con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình và không bị lạc hậu. 14. Luôn sạch sẽ. Sạch sẽ. Tuy ai cũng biết nhưng không phải ai cũng nhớ để làm. Giữ gìn bản thân luôn sạch sẽ sẽ giúp bạn dễ gây ấn tượng với người khác hơn. Không nhất thiết phải ăn mặc đắt tiền nhưng đầu tóc, quần áo gọn gàng là điều mà mỗi chúng ta cần nhớ. 15. Đừng khoe khoang khi chưa thành công. Bạn có thể chia sẻ với bạn bè, người thân về các dự định nhưng đừng tỏ ra quá mừng rỡ, tự cao về kết quả mà mới chỉ có khả năng đạt được, đặc biệt là đừng làm điều này trước mặt đồng nghiệp và quản lý nếu như bạn thành công không cần nói thì những người xung quanh đều biết cả